Trung thu đi nhiều rồi lại làm liều rồi lại ra nhiều thiếu nhi. Xin gửi lời chào thân thương đến tất cả các anh các chị và các bạn. Sắp đến Trung thu rồi, hòa chung không khí của Làm sao chị Hằng và chủ quậy thì nhiều anh có bảo với Giang rằng: Giang ơi, có thể tư vấn cho anh cái tư thế nào khiến cho vợ chồng anh có thể sung sướng thâu đêm, làm cho vợ anh có thể diên la được không? Tại vì toàn những tư thế nhàm chán và cũ. Một số anh thì bảo là Trung thu anh đưa cháu đi chơi trước đó mấy ngày rồi và ngày hôm đấy anh chỉ muốn ở với vợ thôi, chén một cái, thòm thèm một cái, thì cô tư vấn cho anh cái tư thế khiến vợ chồng anh đổi mới cái. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Giang Nớt lên live stream với tất cả các chị về cái chủ đề đó là những cái tư thế khiến cho cả chàng và nàng sung sướng lên đỉnh đêm Trung thu. Xin gửi lời chào thân thương đến tất cả các anh các chị có mặt trong live stream tối ngày hôm nay của Giang Venus. Các chị nhìn thấy Giang rõ không ạ? Em chào chị Hà La, em chào anh Trấn Dũng, xin chào. Các anh các chị nhìn thấy Giang rõ không ạ? Đó. Cái việc mà chúng ta làm chuyện đó nó như một món ăn không thể thiếu đúng không? Nhưng mà có món ăn mặn, có món ăn chay, có món ăn ngọt, có món tráng miệng. Và ngày hôm nay cái món ăn tình dục của chúng ta cũng là cái món ăn mà nó quyết định hạnh phúc hôn nhân, cũng như quyết định là cái chất lượng đầu bếp có lên tay nghề hay không. Vì thế cái sự đổi mới nó luôn luôn quan trọng. Và đó là lý do tại sao ngày hôm nay Giang Venus lên diện với các anh chị cái bộ trang phục của chị Hằng như thế này. Xin gửi lời chào đến tất cả các chú quậy và các Thỏ Ngọc cũng như các chị Hằng đang xem live của Giang. Giang sẽ dành 2-3 phút tương tác với các anh chị nhé. Em chào chị Xóa Đi Ký Ức, chào anh Lý Nguyễn, chào chị Thủy Trần. Xin chào các anh chị nhìn thấy Giang ngày hôm nay ạ. Rồi, tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi với nhau vào tầm 4 đến 5 tư thế mà Giang nghĩ rằng những cái tư thế này nó sẽ khiến cho vợ chồng của anh các chị thăng hoa hơn, gần gũi hơn. Có thể là cũng có tư thế quen rồi đấy, nhưng mà qua cái câu chuyện của Giang Venus nó sẽ là một cái gì đó nó luôn luôn mới lạ, hấp dẫn. Còn một số cái tư thế nó sẽ khiến cho các anh chị tìm tòi ở cái sự sáng tạo. Và đó là những tư thế nào thì bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nhá. Ok, let's go. Dạ vâng, em chào anh Đức Viện. Hôm nay em đẹp, em cảm ơn ạ. Anh đang độc thân thì làm như thế nào? Thế mình có thể là chia sẻ cái kiến thức đó cho những cặp đôi khác đúng không ạ? Tại vì là người ta nói là mình cứ gieo nhân tốt thì mình sẽ gặp quả tốt thôi, không sao cả anh ạ. Vợ chồng chị lâu lắm không có tư thế nào hết, mỗi người một giường. Khi mà cái vấn đề đó xảy ra chứng tỏ vợ chồng mình đang chưa được hạnh phúc hôn nhân, không được viên mãn, thì có gì trong cái livestream này em sẽ giải đáp giúp mình. Và bây giờ không để cho các anh chị chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng đi vào cái tư thế đầu tiên. Mà em nghĩ rằng cái tư thế này thì đa số 99,99% các anh chị ai cũng biết, đó là tư thế truyền thống. Tư thế truyền thống là cái tư thế mà em cũng rất là thích. Em rất là thích cái tư thế truyền thống tại vì là nó giúp em bước vào cái chuyện phụ nữ một cách dễ dàng nhất. Và nó cũng là cái nơi mà cho em có cảm xúc thăng hoa. Không phải là những tư thế doggy, cũng không phải là những cái tư thế ví dụ vác cày qua núi hoặc là tiên ông trồng củ cải. Thì bao nhiêu trong số các anh chị ở trong cái livestream này thích tư thế truyền thống, comment cho em số 1. Bao nhiêu trong số các anh chị ở trong cái livestream này đã từng thực hiện cái tư thế truyền thống rồi, comment cho em số 1 ạ. Nào comment từ nhanh thật nhanh. Em chào chị Kim Thủy, comment thật nhanh để chúng ta cùng tương tác xem là đã ai chưa trải qua cái tư thế tuyệt vời đấy chưa? Cái tư thế truyền thống là một cái tư thế mà em nghĩ rằng là gần 100% ai cũng sẽ trải qua lần đầu tiên làm chuyện đó. Và nó rất là đơn giản thôi. Em sẽ mượn cái quạt là đạo cụ. Nữ sẽ là ở bên dưới và nam sẽ là ở bên trên. Và làm sao? Môi kề môi, răng kề răng, ngực kề ngực, bên dưới chạm bên dưới và củ khoai lang nóng bỏng sẽ nhét vào cái đường hầm tình yêu để đốt nóng lò. Và khi mà có cảm xúc đó thì nam sẽ xuất ra và nữ sẽ sung sướng. Và xong là xong, nam dậy đi rửa, đi ngủ hoặc là vào chơi điện tử. Và nữ làm sao dậy, tắm hoặc là có người còn không cả tắm và đi ngủ. Thế là hết. Và khi mà nghe kể cái tư thế truyền thống xong nó rất là nhạt nhẽo. Nó rất là nhạt nhẽo đúng không các anh chị? Và nhiều chị cũng bảo với em là bây giờ ấy, vợ chồng chị biết với nhau từ tư thế truyền thống. Và sau một thời gian vợ chồng chị cũng không hạnh phúc với nhau từ tư thế truyền thống. Vậy cái tư thế truyền thống đúng theo lời kể của Giang Venus sẽ là như thế nào? Thì bây giờ chúng ta cùng đi vào chi tiết một cách gọi là cụ thể. Nếu mà không cụ thể thì cụ sẽ không thể. Đầu tiên, bước 1. Nó là cái tư thế mà ai cũng phải biết. Bản thân mình biết, chồng mình biết và sau này các con của mình sẽ biết các chị em ạ. Và với cái tư thế truyền thống thì mình phải xác định rằng nam ở bên trên, người đàn ông sẽ được thể hiện ở bên trên và mình sẽ nằm ở bên dưới. Nên những chị em nào thứ nhất đó là vòng 1 đang bị phẳng lì
thì không nên áp dụng tư thế này quá nhiều. Hoặc nếu mà không may vòng 1 mình hơi bị khiêm tốn thì các chị em có thể lấy cái chăn hoặc cái áo của mình che che, hoặc là lên đến bên dưới vòng 1 gân gân cái đoạn hẫng hẫng này thì thôi, không nên lột quá nhiều, hoặc lên cởi phăng ra thì lúc đấy vòng 1 nó sẽ xòa ra hai bên và nhìn nó sẽ không hấp dẫn, kém hấp dẫn. Tại vì người nam giới trước khi để có một cái tư thế truyền thống hấp dẫn thì người nam giới sẽ nhìn mặt người phụ nữ, hai tay người nam giới sẽ chống xuống và anh đấy sẽ ngắm nhìn gương mặt người phụ nữ, có người thì âu yếm người bạn đời bằng cách lấy tay nâng cằm của cô đấy lên, trao cho cô đấy những cái nụ hôn nồng cháy, đúng không nào? Ở đây anh nào trước khi mà làm chuyện đấy tặng cho người yêu, tặng cho bạn nữ, tặng cho người tình của mình một nụ hôn ạ? Ai đã từng hôn người bạn đời của mình comment đi ạ. Ai từng hôn người bạn đời của mình trước khi làm chuyện đấy comment đi, để Giang biết rằng à, các anh đang làm rất là đúng thứ tự đấy ạ. Còn anh nào mà không thèm hôn một cái gì ấy, tự nhiên tụt quần của người ta ra, hoặc bảo anh thèm quá, nhanh lên, không anh không chịu được rồi cứ thế cho vào, thì những cái anh như thế thì không yêu thương người vợ mấy. Tại vì như thế là chỉ có để ý đến cảm xúc của mình thôi. Còn làm cái chuyện kia thì nó là cảm xúc của cả hai. Người đàn ông giống như người đánh đàn, và người phụ nữ giống như cái phím đàn á. Có người đánh thì phải có phím hay, và ngược lại. Hai bên mà không tương tác với nhau thì thà tự xử một mình còn hơn. Rồi, và khi mà người đàn ông cúi xuống lấy tay này, nâng cằm của người phụ nữ lên là hôn này, có thể là hôn môi, có thể là hôn cả tai, có thể là hôn cổ. Một số người sẽ để cái hít cơ ở trên cổ như thế này. Và khi mà những cái bộ phận từ cổ này hất lên được cảm nhận bằng đôi môi, bằng cái lưỡi ẩm ướt đê dại rồi, thì cái bộ phận ở phần trung như thế này, đó là phần vòng 1, đó là phần cái phần giữa hai khe ngực, đó là cái phần bùng rốn, sẽ là cái nơi mà đàn ông cần tấn công. Và đàn ông nên nhớ cho em, cái lúc mà các anh dùng cái đôi môi và cái lưỡi các anh đi di chuyển lả lướt trên cơ thể của người phụ nữ, thì các anh nên nhớ rằng một tay các anh chống xuống để giữ trọng lượng của mình, còn một tay các anh thì đi du lịch cho em ở những cái phần, ví dụ hôn miệng thì các anh cho tay vào phần vòng 1 núi đôi, còn nếu mà hôn ngực thì các anh trượt xuống, các anh có thể nghịch ngợm ở phần đùi non của người phụ nữ. Các anh phải luôn luôn có sự phối kết hợp giữa đôi môi và làm sao? Cái tay của mình, để người phụ nữ đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chứ các anh không áp dụng theo chia sẻ của Giang Venus mà các anh chỉ có hôn là hôn, hay là các anh chỉ có làm chuyện đó cho có, làm chuyện đó để thỏa mãn, thì người phụ nữ cảm thấy rằng à, anh đấy làm với mình ấy không phải vì tình yêu, mà anh ấy chủ yếu đến về tình dục thôi, và anh ấy coi mình không khác gì là một món đồ rẻ tiền. Nên nhớ, người đàn ông thì có thể trịch với bao nhiêu người phụ nữ, họ có thể là không yêu, người ta vẫn làm chuyện đó. Nhưng mà với người phụ nữ, họ chỉ muốn dâng hiến cái chuyện đó với người đàn ông mà họ thích. Nên là khi các anh xem được cái live stream này và nghe Giang chia sẻ, thì có và nhiều anh thấy rằng mình đang hơi sống bội một chút, nhiều anh thấy rằng mình đang gấp gáp không ạ? Chị nào mà thấy chồng mình thiếu những cái bước bên trên, ví dụ hôn nhưng mà thiếu tay sờ soạng, thiếu bên trên, thiếu bên dưới, thiếu vòng 1, thiếu phần tam giác mật, không khiến cho kích thích gì nước, thì comment cho em hoặc tag chồng mình vào. Nếu mà ngại quá thì mang cái livestream này gần chồng, ví dụ chồng đang nằm trên giường chẳng hạn, bật thật to lên cho em, y như rằng đây sẽ là một cái tín hiệu của vũ trụ gửi đến là anh phải thức tỉnh đi, đúng không? Anh phải thức tỉnh đi, chứ không như thế này là anh sẽ rất là khó để có thể giúp em lên đỉnh. Hay quá Giang ơi, nghe Giang miêu tả thôi mà chị đã ướt ra rồi. Chị Yến sau khi uống hai cái liệu trình của em thì bây giờ nước nôi vô kể rồi. Ham muốn tăng như thế này đêm nay phải bảo anh Tình gọi là giải quyết đi nhá. Em chào Bút Màu, em chào chị Ngọc Út, em chào anh Châu Lâm, chào chị Mơ Phạm. Xin chào tất cả các chị. Các chị nhìn thấy Giang chưa ạ? Nhìn thấy Giang rõ chưa ạ? Cùng tương tác nhá, Giang rất là muốn đọc bình luận của anh chị. Em chào chị Thắm, để Giang nhận thấy rằng là mình đang khát khao kiến thức gì, để Giang thấy rằng mình nghe đường truyền mạng có tốt không. Hôm nay Giang lạ quá, Giang chị rất thích bộ trang phục này, em cảm ơn mình. Em chào chị Võ Kim. Rồi. Bao nhiêu trong số các anh đã làm tư thế truyền thống đúng? Đây là em mới nói là cái dùng cái lôi, gọi là môi miệng đấy. Và còn chưa nói cái bộ phận bé kiu sẽ di chuyển như thế nào. Tiếp này, cái bộ phận bé kiu này. Bé kiu là cái nơi mà các anh phải tập trung nhiều. Tại vì là bé kiu khi mà không tập trung thì sẽ không điều khiển được, vì các anh ở nằm bên trên và chị em nằm bên dưới, các anh phải để cái bé kiu của mình đi vào cái đường hầm tình yêu và sẽ có sự nhấp ra, nhấp vào, nhấp lên, nhấp xuống. Càng nhấp như thế thì chuyện gì xảy ra? Thứ nhất đó là mông của các anh sẽ lên xuống và nó sẽ to. Cái độ hông này, cái phần vùng xương chậu nó sẽ có sự dẻo dai đàn hồi. Cái thứ hai, khi mà mỗi lần dập và nhập như thế, nhấp và dập như thế, thì cái phần rộng
cũng cũng như là khít hoặc là cái sự co bóp đàn hồi của cô nhỏ cũng sẽ được cải thiện tân trang. Nên là tại sao mà chúng ta không trải nghiệm những cái cảm giác tuyệt vời đó, đúng không? Chứ không phải là truyền thống sau khi hôn xong cho người phụ nữ ướt nhẹp xong đó là mình kệ người phụ nữ. Như thế là mình hơi ích kỷ các anh nhá. Mình phải làm cho cái chị em phụ nữ đã thích rồi phải thích hơn nữa, đã sướng rồi phải sướng hơn nữa. Trông giang như người Nhật à? Em là em giống người Nhật không ạ? Em là người Nhật như Nhật Tân nhé. Em cảm ơn Giang Thanh, càng ngày nhìn Giang càng hấp dẫn à. Em phải cái biết ơn với cái sự lựa chọn của em về vấn đề phòng the tình dục học, vì nó đã cho em những cái kiến thức, những cái trải nghiệm, kinh nghiệm và giúp cho em nhẹ nhàng dịu dàng hơn rất là nhiều, không như trong quá khứ. Nghe em nói anh không chịu nổi à? Anh có bị da hay anh có bị cương hay anh có bị nhu cầu và muốn trịch choạc khi mà em nói như thế này không? Nếu mà có, chứng tỏ nhu cầu anh rất là cao và anh đang bị rối loạn cương dương và anh đang chưa điều khiển được cái phản xạ xuất binh của mình. Tí nữa em sẽ tư vấn cho anh về cái vấn đề này của anh nhá. Mình nên cải thiện chứ không không hề ổn. Rồi ạ. Bao nhiêu trong số các anh khi mà nghe thì em chia sẻ cái tư thế đầu tiên là tư thế truyền thống rất là thích ạ? Đó. Chào chị, hỏi là chị bị u nang tử cung có dùng được viên nội tiết không? Em chào chị Vũ Thủy, em xin trả lời một chút. Có chị Vũ Thủy đang bình luận của em trên YouTube ạ. Là những người mà bị u nang tử cung, cho chị mượn cái mô hình ở âm đạo cô nhỏ đây một xíu. Đây, em sẽ miêu tả cho chị một xíu. Những chị nào, những anh nào mà đang bị vợ đang bị u nang tử cung, u sơ tử cung, u nang buồng trứng đây. Đây là cái phần cấu tạo lát cắt ở bên trong, cũng có âm đạo này, cổ tử cung này, tử cung này, nơi đựng em bé khi thụ thai này, vòi trứng trái, vòi trứng phải, buồng trứng là bên dưới. U nang tử cung, đây là tử cung ở đây. U nang là những cái nang nước các thứ ở trong đây, nó có thể vỡ bất kỳ lúc nào và nó có thể là nang lành tính. Nhưng cái nang lành tính này nếu mà nói về tính mạng thì không hề ảnh hưởng nhá, nhưng nếu mà nói về sức khỏe phòng the, sức khỏe sinh sản nó ảnh hưởng rất là nhiều. Nó có thể khiến cho chị là khó khăn trong vấn đề quan hệ, đau rát chảy máu tổn thương, khó khăn trong vấn đề kinh nguyệt đến tháng, bị đau bụng lâm dâm này, kinh nguyệt không đều, máu kinh xấu, kinh tanh, kinh hôi, kinh vón cục, có thể là bị đa nang buồng trứng. Và cái khổ nhất, đau đớn nhất của chị là có thể khó khăn trong vấn đề sinh sản. Đấy, một số chị em bị vô sinh vì vấn đề như thế này. Và trên thị trường thì em không rõ các dòng sản phẩm nội tiết có được uống hay không và có được cải thiện về vấn đề này hay không. Nhưng em rất là hạnh phúc, tự tin khi mà cái dòng sản phẩm viên uống YV của Giang Venus, trong đây chứa thành phần phytoestrogen, trong đây có chứa thành phần nanoxylene này, công nghệ phytoestrogen nó trẻ hóa cái buồng trứng. Uống vào nó giúp trẻ hóa cái buồng trứng và nó kích thích tất cả các mô, nó kích thích sản sinh estrogen và nó sẽ khiến cho những cái vi khuẩn có hại này gần như là được bị đào thải ra ngoài, và nó giúp cho trẻ hóa cái buồng trứng và cái nang của chị nó sẽ được tiêu qua cái đường bài tiết, có thể tiêu qua đường kinh nguyệt. Nên là chị có thể trải nghiệm. Và trên bao bì của cái hộp viên uống YV như thế này em cũng có ghi dành cho những người u sơ tử cung, u nang buồng trứng, nên là chị hoàn toàn yên tâm. Chị có thể nhắn tin cho em hoặc để lại số điện thoại cho em vào số 0355162882 hoặc 0333172882 để em có thể tư vấn kỹ hơn cho mình nhá, chị Thủy nhá. Rồi, em cảm ơn các anh chị. Và tư thế thứ hai là cái tư thế mà khiến cho rất là nhiều chị em hứng thú cũng như rất là nhiều anh ấn tượng, đó là tư thế nữ tấn công. Tại sao lại gọi là tư thế nữ tấn công ạ? Các chị, các anh có thể để ý cho em nhá. Cái vấn đề mà nam làm chuyện đó với người phụ nữ nó là vấn đề bình thường như cân đường hộp sữa. Và nam làm chuyện đó nó vừa là cái nhu cầu, nó vừa thể hiện phái mạnh. Nhưng chính vì gần như lúc nào làm chuyện đó cũng là nam, lúc nào quan hệ cũng là nam chủ động, lúc nào quan hệ cũng là nam nằm trên, nó khiến cho người đàn ông bắt đầu chán dần. Và trong lúc chán dần thì người phụ nữ khác xuất hiện, chỉ cần một lần đi chơi gái lạ thôi, chỉ cần một lần nhậu nhẹt thôi, chỉ cần một lần sĩ diện với bạn bè thôi, chỉ cần một lần lên bar lắc sàn thôi, chỉ cần một lần ngoại tình thôi, thì người nữ kia bỗng thể hiện tư thế khác. Người nữ kia bỗng mạnh mẽ hơn trong cơn men say của bar, của điệu nhạc, của sao đối tác và bạn tình gì đó. Người nam giới sẽ bị cái sức hút mãnh liệt về cái sắc dục của người bạn đời hoặc là của bạn nữ mới quen này kìa. Các bạn nữ quay lại, các bạn nữ tấn công thì người đàn ông về với vợ đi chăng nữa, người đàn ông vẫn nhớ đến người phụ nữ kia vì cách làm tình quá là khác lạ. Vì thế người ta mới có câu đó là một cái hiếm lạ bằng tạ cái hiếm quen đấy các anh chị ạ. Chính vì thế nên là cái tư thế nữ tấn công sẽ dành cho những người
Thứ nhất, đó là những chị em nào muốn giữ chồng đỉnh cao. Thứ hai, những chị em nào muốn chồng mình ấn tượng với mình. Thứ ba, những chị em nào mà muốn lột xác đang từ những con mèo ngoan ngoãn, ngây thơ, hiền dịu, meo meo meo, trở thành những mãnh hổ gầm gừ, gào thét, khiến cho chồng mình ưỡn lên mình sung sướng, hoặc lấy tay làm sao, cầm cái tóc của mình rúi xuống, hoặc là bóp miệng của mình để phụt các thú sữa chua vào. Thì dùng cho em cái tư thế này. Dùng cho em cái tư thế này, tư thế nữ quyền, tư thế phái nữ tấn công. Nó không khác gì cái tư thế truyền thống cả. Tuy nhiên sẽ là nữ ở bên trên. Khi nữ ở bên trên thì không phải là tự nhiên người nữ ngồi thẳng vào cái cặp của nam giới. Nếu mà như thế thì rất là bình thường. Và nhiều chị em bây giờ cũng bảo với Giang rằng, à, chị cũng biết làm cái tư thế đấy đấy, có gì đâu. Và chị thấy chẳng có gì thay đổi cả, bởi cuộc sống của chồng chị vẫn vậy. Và chị thấy có khi anh chị còn ghét chị hơn, tại vì chị mạnh bạo quá. Không nhá, có thể là chị đã làm nhưng mà chị đang làm sai phương pháp, sai cách thức. Và chính vì cái cách hồi hộp hoặc chính vì cái cách vồn vã của chị khiến cho anh nhà không háo hức. Thì bây giờ Giang xin chia sẻ. Đầu tiên đó là tư thế nữ tấn công. Chị em chúng ta là nữ quyền đúng không? Chị em chúng ta giống như cưỡi ngựa, cù lục cù lục cù lục, ập cả nhong 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 đấy, mạnh mẽ như thế. Thì việc đầu tiên khi nam giới đã chấp nhận họ là những người nằm dưới, đó, họ nằm bên dưới rồi, thì chúng ta là những người ở bên trên, chúng ta cũng sẽ nhìn khuôn mặt của người nam, vuốt ve và hôn môi, hôn tai, hôn cổ cho Giang. Và cũng đừng bao giờ bỏ quên hai cái vòng bi này. Nhưng có một cái sự khác biệt, đó là trước khi mà làm những cái vấn đề như thế này này, người nữ giới không quan trọng là cơ thể đẹp hay cơ thể xấu, không quan trọng là gầy hay béo, và không quan trọng là vòng một to hay nhỏ. Nghe kỹ cho em, nếu mình mà đã làm phái nữ tấn công ấy, mình hãy ngồi hẳn lên cơ thể của chàng và lột đồ cho em. Khi mà chúng ta lột đồ như thế này, chuyện gì xảy ra? Các chị sẽ nhận ra rằng là những cái người mà vòng một nhỏ sẽ được ăn gian. Và khi các chị cúi xuống như thế này, lột nhá, nhưng mà đừng ngồi thẳng như thế này, thì mình người lép thì nó vẫn lép thôi. Nhưng mà chúng ta ăn gian, mình cúi xuống như thế này thì sẽ có một chút khe khe, một chút bầu bầu. Và việc của chúng ta là lấy hai cái tay của chúng ta vuốt dọc hai cái phần bầu của chúng ta, vuốt nó lại và tạo có những cái động tác massage, có những động tác du lên để, và có những cái động tác tay cơ thể như thế này thật là hấp dẫn, thật là sexy các anh chị. Đấy, khổ quá, mặc cái bộ bikini, mặc cái bộ kimono này em không thể nào hấp dẫn được, tại vì nó rất là dài à. Các anh chị nhìn thấy cái bộ của em không? Chị Hằng Nga này không thể nào mà sexy trong cái thế tục này được. Chị Hằng Nga chỉ có thuần khiết thôi, nên là các chị em, các anh em người trần tục ơi, em chỉ miêu tả được thôi nhá. Thì khi mà chúng ta uốn éo phải dẻo cơ, đừng có khô cứng quá. Có thể ra ngoài các chị khô cứng, có thể lãnh đạo kinh doanh làm việc các chị khô cứng, nhưng làm tình các chị mềm mại, các chị uyển chuyển, các chị yêu cơ thể các chị, các em. Và khi mà các chị làm như thế thì các chị sẽ kích thích cái lửa tình của người đàn ông. Và khi các chị ưỡn nhá, các chị uốn nhá, thì các chị nhớ cho em là lột cả bên dưới nữa nhá. Hoặc một số chị không cần lột thì nhớ mặc quần chip cho em. Và làm thế nào để cho cái cặp của em đây, ví dụ đây cái cặp của nam giới như thế này, hoặc là em đừng ai để ý cái móng tay, tại vì em hôm nay em buồn buồn em cãi hết nail ra. Nhiều người cứ hỏi móng tay em đáng yêu quá. Em ví dụ em sẽ lấy cái lọ khỏe sinh lực nam này, là cái bé kiu của nam giới. Thì đây là người nam giới đang nằm bên dưới, đây là người nam giới đang nằm bên dưới, anh ấy đang nằm hưởng thụ như thế này, và bé kiu anh sung sướng rồi và chổng ngược lên như thế này. Thì người phụ nữ làm sao, hãy ngồi thẳng cho em đúng cái vấn đề cọc như thế này. Lúc đó nhá, quần của anh với điều kiện là một là đang mặc quần chip thì nó sẽ dựng như thế này, và việc của mình đó là dùng cái phần ngã ba đường tình của mình ngồi bên trên cái phần như thế này đó, và nó sẽ cương lên như thế này. Đó, và chúng ta phải dùng tay để mân mê và nghịch ngợm, hoặc là lấy cái phần ngã ba của mình trượt lên, trượt xuống, trượt lên, trượt xuống. Cứ trượt như thế cho nó không chịu được nữa. Cái phần đầu cậu nhỏ như này nó dỉ một chút H2O ra, dỉ một chút mật dịch ra là đàn ông không chịu nổi rồi, được chưa? Còn với những anh nào mà cảm giác kích thích quá rồi, thì các chị sẽ nhìn các anh đấy và cúi xuống lần lượt, và bắt đầu tháo chiếc quần của các anh ấy ra, và bắt đầu mình làm những cái động tác như em vừa nói ở tư thế truyền thống. Hay, rất hay ạ. Em chào chị Tinh Hương. Hay, rất hay ạ. Và nhớ là nhẹ nhàng từ từ. Nhưng mà một số chị bị khô hạn. Nếu mà chị nào mà bị khô hạn thì không nên trải nghiệm cái tư thế như thế này. Tại vì mình đã bị khô rồi
thì mình hãy ở bên dưới, nằm bên dưới để cho nam giới cho vào nó dễ hơn. Còn nếu mà mình bị khô mà mình đóng cọc như thế này thì mình vừa bị đau, vừa bị rát, vừa bị khô, và mình càng nhồi, càng nhét, càng dập như thế này thì càng bị tổn thương, và toàn bộ bên trong cái khoang bím của mình ấy, nó sót, nó rát. Và những chị em nào khô nhớ kỹ cho em, trước khi làm chuyện đó phải có một cái màn dạo đầu điêu luyện, phải có một nụ hôn nồng cháy để cái phần dịch bên dưới cái đường hầm tình yêu nó tuốt ra. Hoặc là các chị em dùng cho em gel bôi trơn rát vàng của Venus, hoặc là các chị em uống cho em viên uống YV. Như em thì em hay bị uống viên uống YV tại vì là gel bôi trơn của em đợt này đang hết hàng, tầm tuần nữa thì nó mới về cơ. Bây giờ cái hộp này em dùng còn mỗi 2 viên này, em sẽ uống luôn cho mình. Chị em nào mà bị khô á thì trải nghiệm cái viên uống YV này rất là tốt. Chị em nào, ban nãy có một chị hỏi là chị 53 tuổi kinh nguyệt không đều uống được không? Uống được chị nhá, không những uống được mà uống rất được. Ở cái độ tuổi tiền mãn kinh, tiền mãn dục, trải nghiệm cho em. Em thì chưa đến U53, nhưng mà em đây là cái cứu cánh giúp cho em trẻ hóa nội tiết tố estrogen, giúp cho em da rẻ căng mịn này, tóc mọc, có tóc đua tủa lên mọc rất là nhiều này. Và một săn chắc vào bên dưới em, nhu cầu ham muốn cao, kinh nguyệt em điều hòa và không có mùi hôi khi mà kỳ kinh đến. Và khi mà mình cái gì cũng cao, năng lượng cao thì chồng mình cũng sẽ gọi là đêm 7 ngày 3 vào da không kể với mình thôi ạ. Đó, và em xin phép em uống ngay vào luôn. Tốt cho tóc nha Giang nghĩa, cả nam cả nữ đều có thể trải nghiệm được. Tại vì trong đây có, trong viên uống YV có công nghệ phytoestrogen, nó giúp trẻ hóa và giúp, nó giúp cho thải độc, lại độc cái phần gan của mình. Bây giờ nhá, có rất nhiều người ăn đồ chiên xào nóng này, rồi có rất nhiều người thức khuya này, rất là nhiều người rượu bia thuốc lá là chất kích thích và khiến cho gan mình làm việc rất là mệt mỏi, và nhiều người ung thư gan, nhiều người bị viêm gan B, bị viêm gan cổ trướng, chưa kể những cái vấn đề hệ lụy sau này nữa. Nên là chị rất là sợ bệnh, chị rất là sợ bệnh luôn. Và chị uống YV mỗi ngày, cả chồng chị cũng uống, nhưng mà chồng chị thì không có buồng trứng, chồng chị chỉ có vòng 1 thôi và 2 viên bi, nên chồng chị sẽ uống liều lượng ít hơn chị. Những ai mà đã cắt buồng trứng rồi vẫn uống cho Giang, nhưng uống liều lượng ít thôi. Những anh nào mà đang mặt đang gay gắt đỏ như thế này, uống rượu một tí đỏ ửng lên ấy là gan có vấn đề, cũng uống cho em nhá. Chị có một chị đang bình luận với Giang, đó là chị năm nay 52 tuổi, đi laser mặt, chị nám tàn nhang ở spa suốt nửa năm nay nhưng mà không khỏi, chị mất niềm tin. Chị uống cái này của Giang mấy liệu trình thì ổn và có đau rát không? Uống viên uống YV của em thì không phải là công nghệ xâm lấn nên là không hề đau rát. Các chị uống vào công nghệ gọi là tự trẻ hóa estrogen trong buồng trứng và không xâm lấn, không đau rát, nó kích hoạt từ dưới lên trên nên là da rẻ chị sẽ đẹp và nhu cầu bên dưới chị sẽ tăng cao, cũng không đến mức đốn kém như đi spa, mà chỉ một liệu trình giá rất là hợp lý. Một lọ này chỉ có 608 trong 15 ngày và một liệu trình 6 lọ trong 3 tháng cơ. Ngày hôm nay nếu mà chị đặt ngay trong cái livestream này để số điện thoại, em còn tặng cho mình ưu đãi, nên là trải nghiệm ngay vào luôn để cho một làn da đẹp nhá. Mất niềm tin ở đâu chứ về với Giang Venus thì em sẽ kéo lại cho chị hết. Em cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Các chị có thể nhắn tin cho em ạ. Kinh nguyệt không đều. Em xin phép 2 đến 5 phút em đọc bình luận của các anh chị được không? Tí nữa em còn 3 tư thế cực kỳ ấn tượng nữa. Em ơi, kinh nguyệt vón cục thì làm sao? Dạ, kinh nguyệt vón cục thì chị có thể trải nghiệm một trong 2 dòng sản phẩm, một là viên uống YV, hai là viên uống Venus Relight. Hai cái dòng sản phẩm này đều được sản xuất trong nhà máy dược đạt tiêu chuẩn GMP của Bộ Y tế. Tuy nhiên, cái viên uống YV thì nó sẽ hỗ trợ cải thiện nám tàn nhang và điều kinh, còn viên uống Venus Relight thì giúp cho da rẻ đẹp này, hồng hào này, và giúp cho kinh nguyệt điều hòa. Chị mà muốn tập trung về vấn đề kinh nguyệt thì tập trung cho em về cái Venus Relight nhé. Rồi, em cảm ơn anh Hà, anh Huy ạ. Các anh chị có thể nhắn tin cho em vào số 0343172882 hoặc 0397162882. Uống có tốt cho tóc không chị? Tốt ạ, rất là tốt. Nhiều bình luận quá, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Từ nãy giờ nghe Giang nói chuyện về 2 tư thế mà chị thấy tư thế nào chị cũng đã làm rồi, nhưng mà không cái nào làm tới bến hết. Thật là thiếu sót khi ngày hôm nay mới biết áp dụng. Cảm ơn em rất là nhiều. Em cảm ơn chị Bích Nguyệt đã comment. Không phải một mình chị đâu, mà bản thân em, khi mà bản thân mình trải nghiệm, cũng như khi chồng em cũng trải nghiệm với em, thì thấy trời ơi, có những cái mà mình nghĩ là mình nên chia sẻ với mọi người. Và khi em chia sẻ những điều này cho khách hàng, cho đồng nghiệp, thì họ thấy kết quả quá là happy. Nên ngày hôm nay em chia sẻ cho tất cả các anh các chị. Chị bị bốc hỏa đau đầu tiền đình, uống cho em viên uống YV.
Nó là dấu hiệu của tiền mãn kinh, tiền mãn dục. Đây em có cái tờ, đây các chị nhìn được không ạ? Vai trò của estrogen này. Đấy, ngực này, làn da này, tóc như thế nào này, đau đầu bốc hỏa này, mất ngủ này. Đấy, thì viên uống vi cải thiện những vấn đề đó. Rồi ạ. Chị ơi, cho em nick fanpage gia đình chị. Tí nữa chị sẽ, đây, cái máy này không vào. Cái fanpage gia đình chị là Gia đình Giang Venus. Các bạn có thể ấn vào theo dõi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chị Đào Lê, cảm ơn em đã chia sẻ buổi livestream tối ngày hôm nay. Rất hay và ý nghĩa, vợ chồng anh sẽ áp dụng ngay trong đêm. Anh áp dụng, anh nhớ đặt báo thức cho em nha, tránh tình trạng đó là ngày mai đi làm lại muộn giờ lại bảo ra Giang Venus thì lại chết em đấy ạ. Rồi, sau đây sẽ là cái tư thế thứ ba. Tư thế 69. Đây là cái tư thế mà nghe thôi mà em thấy thích rồi. Ngày xưa cái lúc mà em đi học nha, mọi người cứ bảo 69, 69 đi, thì em chỉ biết nó là cái số hay số 6 và số 9 nó quay ngược lại với nhau. Nhưng em không hề biết là có tư thế 69. Và tư thế 69 khi mà em biết thì em nói thẳng luôn, đó là tư thế làm tình bằng miệng. Và bao nhiêu trong số các anh chị ở đây thích làm chuyện đó bằng miệng? Thực sự là vấn đề làm chuyện đó bằng miệng là một cái gì đó rất là nhạy cảm, nhưng mà nó cực kỳ ấn tượng. Ví dụ em đang làm chuyện đó bằng miệng đấy ạ. Em đang nói bằng miệng đúng không các anh chị? Đấy, và em hay trêu, em bảo là em hay làm chuyện đó bằng miệng chỗ đông người. Lên công ty em làm liên tục. Khi đứng trước đối tác 500 người, 1.000 người ở sân khấu em cũng làm liên tục, công khai luôn. Đấy, thích mọi người nghĩ gì thì nghĩ, đúng không? Thì cái quan trọng đó là miệng thì chỉ có một, nhưng mà làm như thế nào để cái đối tác bạn tình của mình có thể ấn tượng với mình thì không phải ai cũng biết. Và cái chuyện mà làm chuyện đó bằng miệng nó ảnh hưởng như thế này. Thứ nhất là đối với những người mà có cái tư duy không cởi mở thì họ nghĩ rằng là bận, là ghê tởm, là không công dung ngôn hạnh, là bệnh hoạn. Nhưng mà với những người mà làm chuyện đó xong, sướng rồi, nghiện rồi, thăng hoa rồi, thì nếu không có chuyện đó bằng miệng, không chịu được. Bao nhiêu trong số các anh các chị ở trong cái livestream này đồng ý với quan điểm kia của em ạ? Ví dụ như các anh bình thường á, là các anh được thổi kèn quen rồi. Đợt này không hề thổi kèn, không hôn, không gì cả. Cứ thế cho nhét vào, các anh dướng hoặc là các anh ra để có ra những anh có ấn tượng và thăng hoa không. Hoặc một số chị em phụ nữ bị khô hạn, bị lãnh cảm, khó lên đỉnh. Với những chị em phụ nữ mà sau nào mà sau khi sinh con xong nhá, cái vấn đề nhu cầu gần như là giảm xuống một cách rõ rệt, do nội tiết tố estrogen gần như là chuyển đổi sang nguồn sữa mẹ rồi mất đi khi mà sinh những người con lần lượt, thì cái vấn đề làm chuyện đó nếu không bằng lưỡi, không bằng miệng, còn lâu các chị mới ướt nhẹp được, còn lâu các chị mới khát khao được, còn lâu các chị mới sung sướng được. Giang đã làm chuyện đó bằng miệng chưa? Em làm rồi, em làm. Không những em làm rất nhiều, và em làm một cách thuần thục và điêu luyện. Chính vì như thế ngày hôm nay em mới chia sẻ với các chị, và em tự hào. Và bao nhiêu số các anh chị ở đây đã sẵn sàng cho cái tư thế quan hệ bằng miệng rồi, comment cho em từ SS ạ. Bao nhiêu trong số các anh chị ở đây đã sẵn sàng cùng em chia sẻ về cái tư thế làm chuyện đó bằng miệng rồi, comment cho em SS ạ. SS, chỉ cần nhìn thấy SS của các anh chị thôi là em biết rằng các anh chị đang rất là hào hứng, đúng không? SS, chỉ cần SS thôi. Rồi, cảm ơn các anh chị. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào cái nội dung chi tiết làm chuyện đó bằng miệng. Em cảm ơn chị Tươi. Làm chuyện đó bằng miệng thì quan trọng nhất đó là cái miệng, cái môi, cái lưỡi. Cái lưỡi nó rất là quan trọng. Cái lưỡi, có người lưỡi mỏng, có người lưỡi dày. Người nào lưỡi mỏng quá, nhỏ quá, ngắn quá thì mình phải luyện để cho cái cơ lưỡi nó dài ra. Không có gì là không thể. Giống như tay của chúng ta này, nhỏ, chúng ta đi tập gym cho bắp nó to. Người mình gầy, mình nhỏ, mình tập gym cho tăng cân, đẹp rồi sáu múi các thứ, không gì là không thể. Và nếu bạn đang sở hữu một cái lưỡi dày, cong, có độ ướt, có độ nhám và có độ rung, bập. Khi mà chúng ta nghịch ngợm cái cần phần kèn, hoặc là khi chúng ta nghịch ngợm gần phần vị hầu, thì Giang Venus xin chúc mừng các bạn. Còn nếu mà các bạn không may sở hữu một chiếc lưỡi bên trong nó bị rách, nó có mùi, nó mỏng và nó không cảm xúc khi mà chúng ta làm chuyện đó bằng miệng, thì không sao cả, chúng ta có thể vệ sinh răng miệng. Hoặc là chúng ta có thể, một cách đơn giản đó là chúng ta luyện tập với sữa chua, luyện tập với bóng, luyện tập với nhiều hình thù như là dưa chuột, như là dưa leo. Và khi chúng ta luyện như thế, cái cơ của chúng ta sẽ được đẩy mạnh các chị nhá. Ôi, em chào 500 anh em đang xem trên YouTube ạ.
Cảm ơn các anh chị rất là nhiều, tuyệt vời quá. Có thể đây là một chủ đề cực kỳ hấp dẫn. Các anh chị nhìn thấy Giang, nhìn thấy cái live stream này, có thể chia sẻ giúp Giang cái live stream này. Tranh thủ lúc mà rất là nhiều người đang háo hức xem ai chia sẻ nhiều nhất trong ngày hôm nay, Giang xin phép nữ Giang tặng một hộp xe khít Việt giúp cho cô nhỏ này, giúp cho xe khít để giúp cho giảm viêm nhiễm phụ khoa, viêm lộ tuyến cổ tử cung, viêm tắc vòi trứng, đặt vào gần như là khít ngay vào luôn, và giúp cho cái vấn đề phòng the tự tin cho chồng úp mặt vào sông quê. Còn nếu mà nam giới làm chuyện này thì Giang sẽ xin phép tặng cho các anh chị một hộp Amoreus được không ạ? Được sản xuất trong nhà máy dược đạt tiêu chuẩn FDA của Mỹ. Nên là chúng ta chỉ cần việc thứ nhất có kiến thức này, có hỗ trợ sản phẩm giúp kéo dài cuộc yêu thì chúng ta chẳng có gì là không thể, đúng không các anh chị? Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và bây giờ sẽ là cái phần nội dung chi tiết làm chuyện đó bằng miệng. Đang nói đấy, với những cái người mà có cái tư duy không cởi mở thì mình rất là muốn làm chuyện đó bằng miệng và rất là muốn cho họ sung sướng, nhưng mà họ lại gặp cái vấn đề đó là kinh này, đó là tởm, vì họ nói là cái phần ví dụ nữ giới cái phần bím như thế này nhá, họ bảo là đây là cái nơi không sạch sẽ vì là chỗ đi tiểu và lại gần cái khu vệ sinh, đúng không? Đấy, nhưng mà tạo hóa rất là đáng yêu, đó là sản sinh cái chỗ khu vui chơi giải trí ở bên cạnh cái khu nhà vệ sinh, tạo hóa ban như thế rồi thì bây giờ mình chấp nhận thôi, chứ mình đối chọi thì mình rất là mệt. Và chính vì cái phần tạo hóa như thế này mà nhiều người kiếm được chồng, mà nhiều người kiếm được đại gia, mà nhiều người chinh phục được thiếu gia, nhiều người moi tiền được của đàn ông. Và cũng chính vì cái bím như thế này, nhiều chị em mất chồng, nhiều chị em mất người đàn ông của mình, nhiều chị em bị ly hôn và nhiều chị em làm sao? Con không có bố. Nên là nó rất là quan trọng. Cụ thể như sau. Đầu tiên, trước khi làm chuyện đó bằng miệng, 69 là, ví dụ trên đây là số 6, bên dưới là số 9. Tư thế làm chuyện đó 69 là cùng một lúc miệng và môi và răng của người nam sẽ chạm vào phần cô nhỏ, và miệng, môi, răng của người nữ sẽ chạm vào phần bé kiêu, cùng một lúc sẽ chạm vào nhau trên thế này. Và không khác gì chúng ta làm chuyện đó bằng miệng một cách mãnh liệt và thiết tha. Chúng ta có thể làm chuyện đó trên ghế tình yêu, có thể làm chuyện đó trên giường, có thể làm chuyện đó ở trên sàn nhà, có thể làm ở trên bàn làm việc, có thể làm ở trên ghế ô tô, có thể làm mọi chỗ, mọi nơi, trừ những chỗ có quá nhiều người đi lại và họ nhìn mình với cái ánh mắt kỳ thị thì chúng ta nên để ý. Cái thứ hai, đó là trước khi mà làm, các chị nhớ cho em phải vệ sinh sạch sẽ. Sẽ không một anh nam giới nào thích làm chuyện đó bằng miệng nếu như phần cô nhỏ của các chị em có cái mùi không được sạch sẽ, không được thơm tho, có cái mùi vương của tí nước tiểu, hay là một số chị em kinh nguyệt sắp tới, hoặc là kinh nguyệt vừa hết nó mùi hơi tanh một chút như mùi rỉ sắt, hoặc là một số chị em hôm trước các anh vừa nã tinh binh vào, hôm nay tinh binh nó chảy ra cái mùi rất là ghê, không biết miêu tả kiểu gì, hoặc một số chị em hôm trước các anh cho móng tay vào làm tổn thương cái phần cổ tử cung, hôm sau máu nó chảy ra, nó em không biết phải miêu tả nó kinh tởm kiểu gì, mùi rất là nồng nặc. Hoặc một số chị em quan hệ với nhiều anh một lúc, các anh cứ xả như thế này, không mặc áo mưa, không mặc áo giáp, thì khi làm chuyện đó các anh rất là ám ảnh. Và rất nhiều anh, như hôm nay em thấy anh Vũ đang xem livestream của em, em xin phép là em đọc tên anh Vũ, còn em không nói tên Facebook là gì cũng như là ở đâu. Anh Vũ có bảo với em là hôm trước làm chuyện đó với vợ xong gần như một tuần ám ảnh không dám làm, tại vì chị Vũ Hoa là vợ của anh Vũ tập trung chăm sóc con cái quá nhiều, tập trung vun vén cho gia đình quá nhiều, nhưng mà cái phần cô nhỏ chị Hoa lông tóc thì rậm rạp, nhiều lúc chị mặc quần chip nó còn phòi ra hai bên, không hề cạo, không hề tỉa, và cái bím này này thì gần như chị chả bao giờ để ý cả, trong khi anh Vũ là người kiếm ra tiền và cũng cho tiền chị Hoa. Thì em bảo rồi đấy, khi mà nghe được cái livestream này và vấn đề này, nếu chị em nào mà đang gặp phải cái tình trạng như chị Hoa thì nên đầu tư cho bản thân, nên cắt tỉa tóc gọn gàng, cái bím của mình nên sạch sẽ, vệ sinh sạch sẽ. Cái răng này, ăn xong quên mất không đánh răng, xỉa răng, thức ăn nó bắt lại, hôm sau nó sưng vù sau một đêm, vi khuẩn, nhiễm khuẩn ở đây, mất mùi rất là ghê, có cả nấm nữa. Thì bím của mình sau một ngày xả tinh binh vào không để ý, 1 năm, 2 năm, có một số chị năm nay 52 tuổi, bím nó mùi rất là ghê, bún bím mùi rất là ghê. Và em trêu bảo không có gì cái ống cống này đàn ông nào muốn úp mặt được vào sông quê, đúng không ạ? Và nhiều trường hợp đó là tại sao trâu già gặp cỏ non, trẻ con chơi đồ cổ, tại vì là cái cỏ non kia nó ngọt sữa, nó ngon sữa, chỉ cần bứt một cái ra nó xanh mơn mởn, còn cái cỏ già cho trâu gặm rồi thì ai chả thích nữa, đúng không? Rất là chán. Nên là các chị em phải biết vệ sinh cô nhỏ bên ngoài, bên trong, chị sức một chút nước hoa
cũng cũng như là để cho cái phần của mình nước nuôi chỗ giếng nước tràn MD khi à chưa kể là một số chị em bị thâm nên khử thâm làm sao cho nó hồng hào một chút, và không nên để cho nó như một miếng thịt bò. Một số anh nhá liếm này mút ở cái phần hai cái mép này, xong tâm sự với Giang bây giờ nhìn nó cứ tuần tuột và nó cứ dài ra như hai cái cào là vạt, nó chảy dài như thế này. Thì các chị em cũng phải để ý lại, có rất nhiều phương pháp cách thức để làm cho nó se khít trở lại. Nên là các chị em có thể tham khảo, chứ đừng để cái số tiền mà anh đi chơi gái như thế nó phí, cộng vào rất là nhiều, cộng vào rất là nhiều. Và còn nam giới thì làm sao, đấy là chăm sóc của nữ giới. Còn chăm sóc của nam giới thì các anh cũng đừng chủ quan, tại vì nhiều anh cũng bảo với em là cái gì nhỉ, em nhớ không nhầm có một nhiều chị cũng bảo với em đó là chị không dám thổi kèn, tại vì cái phần đầu bao tải của anh này, cái mùi rất là ghê. Cái đầu bao tải của anh thì có phải là cái bao bên dưới nó chùm lên như thế này. Nhiều lúc các anh có để ý là chúng mình đi tiểu không nhá, nhiều anh còn còn vậy 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 để cho nước tiểu nó rơi ra, nhưng nhiều anh còn không hề vậy, thế là nước tiểu nó đọng lại ở cái phần bao như thế này đó. Chưa kể một số anh thì hay làm bạn ở đôi tay thì cái toàn bộ thân dương 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 như thế này nó bị tổn thương, nó bị cháy xước và mùi kinh khủng. Và khi mùi kinh khủng như thế kết hợp với mùi nước tiểu, kết hợp hợp với mùi mồ hôi, kết hợp với mùi tinh binh sót tồn vào miệng của chị em phụ nữ thì nó sẽ ám ảnh như thế nào, và nó càng ám ảnh như thế thì càng khiến cho chị em chúng em sợ, và các anh càng cố để cho vào cổ họng chúng em, các em càng buồn nôn. Nên là các anh cũng phải vệ sinh đấy, và chăm sóc cho vợ cũng như chăm sóc cho chồng, hai bên còn phải chăm sóc cho nhau. Nhiều vợ chồng còn rửa bím cho nhau, rửa tơ rim cho nhau rồi mới làm chuyện đó cơ, rồi mới làm chuyện đó cơ. Phụ nữ được bạn tình làm chuyện đó bằng miệng, sau không có ai làm nữa, có nhớ người ấy không? Câu hỏi của anh Dũng em thấy là em xin trả lời theo góc độ của em. Ví dụ như em được bạn trai em làm chuyện đó bằng miệng, rồi bạn trai tiếp theo đến với em, anh đấy không làm chuyện đó bằng miệng thì em có nhớ người cũ không? Thì em xin trả lời đó là cũng có. Tại vì mỗi một người sẽ mang cho mình một cảm giác khác, mỗi một người sẽ mang cho mình một cái hành trình yêu khác. Nên là để cho mình quên người cũ nhanh nhất thì là chỉ có cách đó là người mới bù đắp nhiều hơn. Nên là mình phải làm tình giỏi hơn thôi. Và cách thực hiện của cái tư thế 69 như sau. Cùng một lúc, nam giới sau khi có những cái màn dạo đầu hôn hít tít mù rồi thì nam và nữ sẽ cùng xoay người với nhau và 69 như thế này, và sẽ cùng kích thích. Có thể lưỡi của nam sẽ tập trung vào phần hạt lạc của nữ, và nữ thì sẽ từ gốc rễ của bé cừu và bên trái bên phải. Có thể là ngậm đá cho em, có thể là ngậm kẹo cho em để trong khoang miệng của mình mát lạnh để làm chuyện kia cho chàng đê mê đỉnh cao. Đê mê đỉnh cao. À, anh không dám làm chuyện kia bằng miệng vì anh bị ra sớm chớ sớm. Nếu mà anh ra sớm chớ sớm thì anh hãy luyện tập những cái bài tập gọi là thít thít cơ Kegel ở cái phần phần hông của mình, eo của mình, và phản luyện tập phản xạ ra binh sớm. Hoặc anh cũng có thể trải nghiệm Venus Amoreus, nó sẽ phù hợp với anh. Nếu mà anh muốn đang từ 2 phút, 3 phút có thể lên 7 phút, 10 phút, 15 phút. Tùy vào cái mức độ mình mong muốn anh trải nghiệm Venus Amoreus, tại vì anh đang bị thiếu hormone testosterone. Trong hormone testosterone nó giúp cho xương anh tốt này, cơ 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 anh tốt này, giúp cho tóc anh tốt này, giúp cho cái tuyến thượng thận anh sản sinh ra nhiều testosterone, giúp cho cái bài tiết của anh khi mà anh tiết cái phần tinh binh tồn ra một cách dễ dàng và thoải mái. Khi mà anh có testosterone ổn định thì chuyện kia của anh mới viên mãn, còn nếu anh không ổn định thì anh sẽ bị ra sớm và anh sẽ bị ám ảnh. Rất là nhiều anh sau khi trải nghiệm một liệu trình Amoreus thì lên được tầm 10-15 phút. Còn một số anh chưa đủ một liệu trình thì cũng có thể lên được 2 đến 3 phút. Chưa kể là chất lượng tinh binh tốt hơn. Chưa kể đó là làm chuyện đó xong vẫn khỏe, không bị mệt, không bị đau lưng, không bị mỏi khớp tê tay. Đây là những cái em phản hồi, em nhận được phản hồi rất là tốt. Có anh 78 tuổi ở bên Úc sau khi uống cả hai liệu trình Amo bây giờ rất là trai tráng. Anh muốn dùng Vimen nhanh có được không? Vimen muốn dành dành cho những cái anh mà muốn nhanh. Với Vimen nó sẽ mạnh hơn Amo rất là nhiều. Nếu mà anh muốn nhanh anh dùng cho em Vimen, nó rất là nhanh. Nhưng mà tùy từng cái độ tuổi, tại vì ban anh chưa nói độ tuổi nên em chưa thể tư vấn cho anh được. Nhưng dù là Amo hay Vimen thì hai cái dòng sản phẩm này đều được sản xuất trong nhà máy dược và đạt tiêu chuẩn GMP của Bộ Y tế, nên các anh hoàn toàn yên tâm ạ. Vâng, giá chỉ có 680.000 một hộp trong nửa tháng và một liệu trình trong 3 tháng mình đồng hành với nhau. Trong 3 tháng đó thì em sẽ đồng hành với mình, em sẽ tư vấn cho mình, hỗ trợ cho mình. Và sau khi anh dùng hết trong 3 tháng đó thì em sẽ đồng hành mình đến cuối đời nữa. Nên là có cái gì không rõ anh cứ nhắn tin cho em.
anh hai liệu trình. Em dạ vâng ạ. Anh nhắn tin cho em đến 0332692882 giúp em được không ạ? 0332692882. Em chào chị Họa My, xin chào anh Quang. Chào chị Lan ạ. 0332692882. Nghe Giang nói bằng miệng hay quá, từ trước đến giờ chị còn chưa dám làm. Thế thì bây giờ trải nghiệm đi ạ. Trước khi mà nhìn đến cái bé kiêu mà bị thâm hoặc là có gân guốc sừng sững chị sợ, thì chị hãy mua cho em dưa chuột, mua cho em cà tím. Chị hãy nhìn, hoặc cà rốt cũng được, chị hãy nhìn và chị hãy tự luyện tập và chị sẽ thấy yêu dần cái này. Và hoặc cái cầm micro vậy, khi cầm cái này quen rồi thì chị sẽ nhìn thấy cái bé kiêu của anh yêu hơn. Chứ bây giờ bảo đụp một phát cho chị nhìn vào cái đó chị cũng rất là sợ hãi. Chị cũng rất là sợ hãi. Chị ơi, em không dám làm chuyện đó bằng miệng tại vì của em mùi rất là ghê. Em sinh em bé xong và em bị rộng thì em dùng cái viên nào của chị hiệu quả hơn, viên Hàn hay viên Việt ạ? Khi mà bạn Tâm Anh có hỏi Giang câu này thì Giang thấy rằng là bạn đã quan tâm đến sức khỏe phòng the rất là nhiều và cũng quan tâm đến livestream của Giang rất là nhiều. Hiện tại Giang đang có hai dòng sản phẩm giúp con nhỏ cô bé, đó là viên xe khít của Việt và viên xe khít của Hàn. Và tùy cái nhu cầu của mình, nếu mà mình muốn khít ngay vào luôn này, sạch sẽ này, giảm viêm nhiễm cổ tử cung này, giúp cho tăng tỷ lệ thụ thai này, giảm viêm nhiễm nấm ngứa và khe khít một ngón tay út chưa đút được vào được ấy, thì mình dùng cho em cái xe khít của Việt. Chỉ có 660.000 một hộp và dùng trong 18 ngày. Một liệu trình 6 hộp và mình có thể dùng trong cả một năm luôn, nếu mà mình mức độ viêm không có. Còn nếu mà mình muốn vừa khít này, vừa nhiều nước này, nó phải hồng này, nó tẩy tế bào chết bím này, nó mũm mĩm này, nó bồng bềnh này, và nó hỗ trợ giảm tỷ lệ ung thư cổ tử cung, thì dùng cho em cái viên khít Hàn. Khít Hàn của em thì nó luôn luôn là trong tình trạng cháy hàng, trong tình trạng cháy hàng, mặc dù rất là đắt. Một số chỗ khác thì bán cái dòng sản phẩm này hao hao như của em, bán 3 triệu đến 5 triệu một hộp. Nhưng mà Giang Venus chỉ để 1680k để chị nào cũng có thể trải nghiệm, và một liệu trình 3 hộp. Và ngày hôm nay dù là các chị trải nghiệm liệu trình nào cũng được tặng quà và ưu đãi và tư vấn ạ. Vâng, em thấy chị Xuyến Nguyễn số 2882 rồi ạ. Em đang đọc bình luận ngược lại. Rất là nhiều chị đang hỏi em đây. Chuyên gia của em sẽ tư trả lời cho mình nhá. Chuyên gia của em sẽ trả lời cho mình nhá. Rồi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Ba tư thế còn nhiều tư thế lắm. Con cún gâu gâu này, tư thế cọc trẻ tre này, tư thế tiên ông trồng củ cải. Bây giờ các chị muốn em nói tiếp hay là anh các chị muốn em tương tác ạ? Tại vì từ nãy giờ em thấy rất nhiều bình luận nhưng em chưa kịp đọc hết ạ. Hay bây giờ em tương tác với các anh chị đã nhá. Em tương tác, em đọc bình luận đã. Tuyền ơi, tìm cho chị mấy cái page kia để chị đọc bình luận các anh chị ấy cho nhanh. Nhiều máy quá. Chị Giang ơi, năm nay em 32 tuổi, đã sinh hai em bé và vợ chồng em không được hạnh phúc, thì em phải làm gì? Cái đầu tiên đó là phải đẹp hơn, ngon hơn, sexy hơn. Cái thứ hai là đổi mới trong vấn đề phòng the. Bình thường mình truyền thống thì ngày hôm nay mình thổi kèn đi, đúng không ạ? Hoặc quần áo bình thường mình kín cổng thì ngày hôm nay mình sexy đi. Hoặc là ngày hôm nay như Giang này, Giang luôn luôn đổi mới. Mình đổi mới thì chồng mình mới yêu mình hơn. Anh muốn thổi nhưng mà vợ anh không bao giờ thổi kèn cho anh, thì có bí quyết gì không? Và mùi ghê. Mùi ghê nhá, thì mình có thể trải nghiệm cho em cái gel vệ sinh rửa bím bằng vàng. Rất nhiều chị em phụ nữ bím có mùi và bản thân em cũng vậy thôi, chẳng ai là không có mùi cả. Và việc lựa chọn một cái dòng sản phẩm giúp cho cô nhỏ của mình không bị viêm nhiễm hoặc cải thiện viêm nhiễm, nó là một sự lựa chọn thông minh và sáng suốt. Lựa chọn đúng thì mình tỷ lệ viêm nhiễm được cải thiện, lựa chọn sai thì gần như mình viêm nhiễm tăng cao. Các chị các anh có thể trải nghiệm cái gel vệ sinh rửa bím bằng vàng. Ở Việt Nam và trên thế giới đến giờ phút này, suốt 5 năm qua em tự tin là chẳng có một cái dòng sản phẩm nào và chẳng có một cái thương hiệu nào lấy vàng để rửa bím cả. Các chị nhìn thấy tinh chất vàng treo lơ lửng ở trong không trung như thế này không ạ? Và vàng này em làm việc với chủ tịch hội dát vàng Việt Nam làm ra, và để giữ được vàng treo lơ lửng không trung như thế và rửa tầm 5 giây đến 7 giây vàng nó thẩm thấu hết vào bím, thì cái quan trọng đó là vàng nó phải dạng nano. Và không những vậy, để khử khuẩn cái bím của mình để giảm viêm nhiễm thì nó phải là dạng nano bạc nữa, vừa tinh chất vàng vừa nano bạc, vừa trầu không vừa lô hội vừa tràm trà vừa cúc lam mã để tiêu viêm kháng quẩn đó. Và cái gel vệ sinh đó các chị rửa mỗi ngày
Mà cái lọ đấy nhá, rất là rẻ thôi, chỉ có 380.000. Dùng được trong 3 tháng đến 4 tháng. Mỗi ngày gần như rát vào bím, rát vàng vào bím chỉ có vài trăm đồng. Mình rửa mình thấy săn chắc. Ngày hôm nay trải nghiệm em tặng cho video hướng dẫn rửa bím chuẩn y khoa, mình sẽ thấy khác. Và em nói một cái này, theo cái bộ y tế cũng như là theo cái chính sách về y tế của quốc tế thì dòng dung dịch vệ sinh ấy không nên có quá nhiều mùi hương. Dòng dung dịch vệ sinh nào mà càng có mùi hương thì tỷ lệ viêm nhiễm càng tăng. Nên là bản thân em trong quá khứ đã dùng rất nhiều dòng sản phẩm nó thơm kinh khủng, thơm nồng nặc và rửa vào nó mát rượi bướm nhá. À, chết rồi. Nó mát rượi bím ấy. Đó, và khi mà mát rượi như thế. Sao em mới khóc đấy? Và khi mà mát rượi như thế thì tự nhiên bím của em lại bị viêm nhiễm nặng hơn. Và khi mà bây giờ được học đại học học một cách bài bản rồi thì em mới biết rằng khuyến cáo không nên sử dụng cái gel vệ sinh có quá mùi hương, quá nhiều mùi hương. Cái mùi hương đấy nó làm cho vi khuẩn có hại phát triển sinh sôi. Nên là nếu các chị thấy một dòng sản phẩm mà quá nhiều mùi hương, các chị có thể cân nhắc. Và khi mà trải nghiệm gel vệ sinh Venus, các chị sẽ thấy rằng tại sao mà nó lại không có mùi hương nồng nặc như vậy. Chưa kể nhá, một ngày chúng ta chỉ cần rửa ít nhất đến 2 lần thôi. Chưa kể cái lúc mà chúng ta làm chuyện đó, không nên thụt rửa quá nhiều. Thụt rửa quá nhiều khiến cho mất cân bằng độ pH ở bên trong cô nhỏ. Anh năm nay 67 tuổi. Chết rồi, tin nhắn lại bay mất rồi. Em chào anh Dương Hải, hôm nay em đẹp lắm Giang ơi. Gửi cho anh liệu trình cũ về Yên Bái. Dạ vâng ạ. Em ơi, chị muốn mua mà không biết mua kiểu gì. Chị Trâm Bùi ơi, chị đọc được tin, chị nghe được cái bình luận của em không ạ? Chị có thể cho em xin số điện thoại, nhắn tin cho em đến page Nữ Vương Tình Ái. Hay là chị có thể nhắn tin cho em vào cái số Zalo đây ạ. 0395 542882. 0395 542882. Vâng, em vừa thấy một chị để lại số điện thoại của gel vệ sinh rồi. Cái đồ này là đồ chị hàng nhé, sắp trung thu rồi. Võ Kim, một liệu trình bao nhiêu em? Chị muốn mua một liệu trình. Nguyễn Tươi, bao nhiêu một lọ ạ? Các chị ơi, các chị sẽ để ý cho em cái câu hỏi cũng như là câu trả lời ạ. Chị Sang Nguyễn, em vừa mới inbox mình hết rồi đấy ạ. Chị Hằng, hôm nay sẽ tư vấn hạnh phúc hôn nhân cho các anh chị. Không phải là Thỏ Ngọc, không phải là chú Quậy. Chú Quậy chơi trăng. Cái thứ hai nữa đó là nếu mà chúng ta muốn làm chuyện đó bằng miệng một cách tự tin thì chúng ta nên đánh răng sạch sẽ. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có. Thoan này lấy cho chị. Đâu rồi? Thoan đâu nhỉ? Lấy cho chị cái này. Cái đấy xa quá chị không vớn được. Đánh răng, đánh răng. Đánh răng sạch sẽ. Đây lấy cho chị cái này. Tại vì là không phải cái lúc nào chúng ta cũng chạy đi đánh răng khi mà chồng mình có nhu cầu, và không phải lúc nào chúng ta cũng ngậm một viên đá khi mà gọi là ngậm lửa băng, hỏa băng ở trong miệng của mình ấy. Thì em nghĩ rằng các chị có thể trải nghiệm cái xịt miệng phòng the, xịt miệng đóng băng, xịt miệng lạnh toát như thế này. Chỉ cần xịt vào miệng, trời ơi nó ngọt dã man luôn. Và uống một ngụm nước, thế là em xịt cho các anh chị này. Trời ơi nó mát rười rượi luôn ấy. Trong đây có vị ngọt của đường ăn kiêng, các chị có thể nuốt thoải mái, không làm sao hết. Trong đây mát quá, có thành phần giống như kiểu singulcune và nước súc miệng Listerine ấy. Và khi mà các chị xịt vào miệng như thế này, hoặc là nam giới xịt vào miệng như thế này, mình cúi xuống mình thổi kèn cho đàn ông, mình cúi xuống mình vỉa hầu cho chị em phụ nữ, nó mát khoang miệng và bé Q của nam cũng như vỉa hầu cho chị em phụ nữ rất là thích. Một cái xịt miệng này thì 30ml, các chị các anh dùng thoải mái. Không những chỉ trong cái vấn đề phòng the, mà chúng ta có thể là xịt khi chúng ta ăn tanh xong. Chúng ta xịt có thể là chúng ta vừa ăn bún đậu mắm tôm này, ăn cá này, hay là miệng mình hôi, vi khuẩn mình không được sạch sẽ trong khoang miệng, mình ngại tiếp xúc với đối tác, bạn bè, với sếp, xịt cho em nhá. Bình thường là xịt miệng này 399k. Tuy nhiên trong cái live stream ngày hôm nay em tri ân tất cả các anh chị mua một tặng một đó, 399k nhân dịp trung thu. Mua một tặng một, hãy để cái xịt miệng này cứu cánh hôn nhân. Hãy để cái xịt miệng này tự tin trong vấn đề phòng the, BJ. Hãy để cái xịt miệng của Venus giúp cho các anh chị tự tin trong vấn đề làm chuyện đó bằng miệng. Nếu mà chúng ta không giỏi giữ chồng thì chúng ta sẽ tự nhiên trở thành một cô thỏ ngọc đáng yêu và mọc thêm hai chiếc sừng xinh xinh. Được chưa ạ? Nên là các chị chỉ cần để lại ngay số điện thoại ưu đãi mua một tặng một cho 30 anh chị. Để lại ngay số điện thoại trong ngày hôm nay. Chỉ trong livestream này, kết thúc livestream là không có ưu đãi. Liệu trình khô hạn là bao nhiêu ạ? Đàn ông tại sao mà toàn bị xuất tinh sớm vậy chị? Câu hỏi đến dồn dập. Liệu trình khô hạn dành cho những chị em mà
nhu cầu bị yếu này, nhu cầu bị thiếu này, bị nám này, mụn này, tàn nhang này, đồi mồi này, bên vòng 1 thì lão hóa, bên dưới thì không có nhu cầu, uống cho em viên uống YV. Và khi mà uống được YV rồi thì mình trải nghiệm cái tư thế nữ quyền, tư thế của chúng ta đó là cưỡi ngựa ngược, thăng hoa. Còn khi mà chúng ta không có nhiều nước rồi thì chúng ta có tư thế rời chăng nữa, dù là truyền thống này, dù là trẻ tre này, dù là tên ông trồng củ cải này, nữ quyền hay là doggy, nó rất là đau, nó rất là rát. Nó rất là đau, nó rất là rát ạ. Và một hộp này 680k. Trong quá khứ thì đa số em đều chỉ có một liệu trình em mới mong các anh chị trải nghiệm. Tại vì là khi nữ giới trải nghiệm đủ một liệu trình mới thấy sự hiệu quả. Và nhớ chụp mặt cho em, mặt mộc cho em trước khi mà trải nghiệm, để em biết rằng cái sau một liệu trình nám mụn tàn nhang các chị cải thiện như thế nào. Tuy nhiên bây giờ càng ngày kinh tế khó khăn, càng ngày suy thoái kinh tế, nhưng mà da của chúng ta vẫn xấu và càng ngày càng xuống cấp trầm trọng. Thì ngày hôm nay, từ ngày hôm nay em cho một cái ưu đãi, đó là các chị có thể trải nghiệm trước một hộp, 680k trong 15 ngày để cải thiện cái sức khỏe sắc đẹp của mình dần 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 các anh chị nhé. Đây ạ. À, chị thấy em nhất thiện tâm nhá. Em chào chị thấy em không? Nam giới ra binh sớm thì nên tư thế nào để không bị ra sớm? Tư thế đầu tiên để cho nam giới xuất binh sớm, nói cụ thể như thế này, cái tư thế để phù hợp nhất cho nam giới không bị xuất binh sớm đó, à không, nói thế không phù hợp. Cái tư thế cho cái nam giới xuất binh sớm thì không nên trải nghiệm tư thế truyền thống. Tại sao mà Giang lại nói như thế? Tại vì tư thế truyền thống là cái tư thế nam ở trên, nữ ở bên dưới. Và khi nam trên nữ dưới thì cái bé kiu của nam sẽ đâm vào cái đường hầm tình yêu của nữ như thế này. Và toàn bộ cái phần máu nó sẽ dồn đến phần bé kiu. Và khi đâm xuống như thế này thì chuẩn bị tình trạng là phun trào magma. Nên nếu mà nam ở bên trên rất là khó để kiểm soát cái phản xạ ra binh sớm. Nam hãy áp dụng cho em cái tư thế nữ nằm trên, nữ quyền ngược lại như thế này, nữ nằm trên, thì cái bé kiu của nam sẽ chổng trời lên như thế này, chổng ngược lên như thế này. Và càng chổng ngược như thế này, nữ tiến tới thì nam sẽ kiểm soát được, được chưa ạ? Đầu tiên là tư thế truyền thống không nên áp dụng. Thứ hai đó là tư thế con cún gâu 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 không nên áp dụng. Tại vì là cái tư thế là tư thế doggy, nó sẽ dập mạnh này, nó sẽ huých mạnh này, nó sẽ có những cái cú gọi là giáng trời. Và nó cứ như thế thì mình rất là sướng, rất là thăng hoa, và nó có thể xuất trào ra bất kỳ lúc nào và mình khó kiểm soát được. Đó, mình khó kiểm soát được nên nam giới không nên. Còn nếu mà dùng cái tư thế con cún gâu 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 cho cái giai đoạn cuối để mình chuẩn bị xuất thì là hợp lý. Còn đoạn đầu thì không nên ạ. Dạ vâng chị Tươi, em thấy số rồi ạ. Em chào Hằng Mai, em chào Lê Kính, em chào Hùng Vũ. Xin chào tất cả các anh các chị. Tư thế vào sâu nhất thì là tư thế doggy này, tư thế truyền thống này, tư thế đóng cặp này, tư thế tiên ông trồng củ cải, tư thế vũ công ba lê. Tùy cái chiều cao của đối tác bạn đời của mình nữa các bạn ạ. Nếu mà bạn đời của mình thấp thì những cái tư thế nó sẽ khó là phù hợp. Bây giờ Giang xin phép đọc thêm bình luận. Giang xin phép đọc thêm bình luận của các anh các chị. Các anh các chị thấy cái live stream này hay và giá trị thì chia sẻ giúp em cái live stream này nhé. Chị Hằng. Bị viêm nhiễm không khỏi, điều trị một năm nay càng ngày càng nặng và khí hư màu tanh vàng. Có một chị hỏi em đó là tại sao mà chị bị viêm nhiễm không khỏi mà điều trị cả một năm nay càng ngày càng nặng và khí hư màu tanh vàng. Thì em xin trả lời đó là thứ nhất đó là chị đã đi khám bác sĩ chưa. Cái thứ hai đó là chị quan hệ trung thủy chứ. Cái thứ ba nữa là chị đang chăm sóc vùng kín của chị như thế nào. Khi mà chị chưa đi khám bác sĩ thì rất là khó, tại vì em không gặp chị trực tiếp, em cũng không thể nào mà ngắm được cái vùng kín của chị, và em rất là khó để xem được cái màu sắc khí hư. Cái thứ hai nữa đó là quan hệ trung thủy thì gần như cái tỷ lệ bệnh nó sẽ không còn. Còn nếu mà quan hệ trung trạng thì dễ tình trạng lậu giang mai. Và thì cái tình trạng mà mùi khí hư của chị càng ngày càng nặng thì có nghĩa là chị đang bị viêm lộ tuyến cổ tử cung. Mà những người bị viêm lộ tuyến cổ tử cung có nghĩa là cái lộ tuyến cổ tử cung ở đây mà bị ở đây thì chỉ là một là làm tình bằng tay của người đàn ông móc vào như thế này, và hai là bé kiu nó dập 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 như thế này và rất là mạnh và kiểu như là bị cưỡng bức ấy ạ. Đó, và khi mà tổn thương cái phần mô thịt ở trong đây rồi nó thối, nó hôi, nó tanh, nó chảy mủ và nó rỉ ra thì nó bị ra đây. Chứ không có ai mà điều trị một năm không khỏi cả.
chị nên xem chị có bị ung thư cổ tử cung hay không, được chưa? Còn nếu mà em venous, em ra venous thì em sẽ phải chăm sóc về bằng cô bé của em, vẫn là keo vệ sinh rửa bí bằng vàng này, vẫn là viên đặt Việt hoặc viên đặt Hàn kết hợp trước và sau kỳ kinh này, em chăm chỉ em uống viên uống nội tiết này, chưa kể là em sẽ làm hồng bím bằng cái kem làm hồng của bím này đấy, và tẩy lông bím, tóm lại là em đầy đủ tất cả các bước khiến cho bím của em sạch sẽ. Và trước khi làm chuyện đó hoặc sau khi làm chuyện đó em đều rửa sạch sẽ, ngay cả bạn nam nữa, và em chăm sóc thăm khám phụ khoa định kỳ. Quần chip của em 3 tháng thay một lô quần mới, và khi mà đi tiểu thì em luôn luôn có một cái khăn để lau cái phần cô nhỏ sau khi tiểu xong. Nếu mà các chị làm đúng cái quy trình ấy như em thì cái phần cô nhỏ mình rất là sạch sẽ và giảm cái tỷ lệ viêm nhiễm cũng như hôi tanh chảy dịch và ung thư cổ tử cung rất là nhiều. Nhiều kết quả. Em đọc nốt một bình luận này. Đâu nhỉ, sao không xem được cái bình luận của cái này nhỉ Tuyển? À đây. Đây đây đây, chị thấy rồi, nó bị trôi. Em ơi cho chị hỏi, năm nay chị 44 tuổi rồi mà giờ mới bị viêm thì có sản phẩm gì chữa khỏi không em? Em chào chị Quyền, Nguyễn Quyền ở Pet Cá Chép. Năm nay 44 tuổi chị bị viêm nhiễm thì có nghĩa là nội tiết tố chị bị suy giảm. Khi nội tiết tố suy giảm thì vi khuẩn nó mới dễ tấn công, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong suốt thời gian qua tinh binh xả vào đây, chị trong đây rất nhiều nếp gấp ở đây không? Khi mà mấy cái nếp gấp ở trong đây nó nhiều như thế này thì tinh binh xả này hay kinh nguyệt này hoặc là khí hư này nó chảy ra, nó sẽ bị tồn và ứ động. Một ngày, 2 ngày, bây giờ 1 năm, 2 năm, bây giờ 44 tuổi rất là nhiều năm, hàng chục năm nó ứ động trong đây rồi. Bây giờ mình không 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 cải thiện, không đào thải nó ra thì càng ngày nó càng bị ghê, bị mùi. Đó thì chị có thể trải nghiệm cho em cái viên Việt, dùng cho em ít nhất một liệu trình. Một liệu trình, còn không thì trải nghiệm cho em một hộp. Tùy cái mức độ kinh tế của mình muốn hỗ trợ cải thiện nhanh thì kết hợp cả keo rửa bí bằng vàng nữa. Và mình muốn hỗ trợ cải thiện từ từ thì mình sẽ trải nghiệm trước một hộp, 2 hộp. Và trong thời gian đó mình ngâm cứu, mình xem xét cơ bản là cái vấn đề của mình mong muốn gì chị ạ. Còn em đều có thể hỗ trợ được chị Nguyễn Quyền nhé. Chị Nguyệt Phạm ạ, viên đặt em tư vấn mình rồi, mình check inbox cho em chị Nguyệt nhé. Anh 60 tuổi có dùng được không em? Anh Đỗ Hạnh ở độ tuổi 60, 70 hoặc là 75, những độ tuổi u như thế để anh uống cho em Venus Amoreus. Trong đây có thành phần giúp cải thiện hormone testosterone, bồi bổ sinh lực, tăng cường khả năng cương cứng, rối loạn cương dương của anh được cải thiện. Anh nên hạn chế cho em cái vấn đề đó là nhậu nhẹt, hoặc là anh nên đi dạo cho em, anh nên ăn hải sản và làm chuyện kia nhẹ nhàng thôi, không nên làm hùng hục quá. Khi đi bộ thư thái kết hợp với người bạn đời bạn tình, có những cái cử chỉ động tác nhẹ nhàng thì làm chuyện kia sẽ thăng hoa. Chứ độ tuổi 60 chắc chắn sẽ bị giảm testosterone. Em sẽ tìm cho anh cái bảng testosterone. Cái bảng testosterone của nam giới khi mà độ tuổi 60 thì sẽ làm cho cái testosterone anh, của anh, testosterone của anh sẽ bị suy giảm không như cái độ tuổi 50. Thấy không? Không lấy cho chị cái của biểu đồ của nữ. Cái biểu đồ của nữ đâu nhỉ? Để em tìm, để chị tìm. Ở đây không có, thì xem nó chị cái biểu đồ của nữ ở đây không có thôi. Em tìm cái testosterone. Testosterone. À đây, đây. Em gửi cho mình xem. Đấy, ở độ tuổi 60 đây, nó rất suy giảm bên đây rồi. Tóc mình có thể là rụng nhiều này, mình có thể bị hói đầu, mình có thể bị bụng bụng to này, bụng phệ này, hay đơn giản là cái viên viên bi của mình nó chảy dài á. Đấy thì mình trải nghiệm cho em Venus Amoreus ạ. Dạ vâng. Vậy là trong ngày hôm nay thì em đã livestream chia sẻ với tất cả các anh chị về những cái tư thế làm như thế nào để cho cuộc yêu mình thăng hoa viên mãn, những cái tư thế làm chuyện đó trong ngày trung thu thăng hoa và sung sướng hơn, hạnh phúc dư hơn. Có thể bình thường chúng ta đã có những cái tư thế rồi, có thể bình thường chúng ta đã áp dụng rồi, nhưng mà em nghĩ rằng chưa ai áp dụng triệt để, chưa ai áp dụng một cách thỏa mãn khiến cho cuộc yêu nó lê tê phê và đê mê cả, khiến cho bạn tình của mình sung sướng. Chỉ cần nhìn thấy bạn tình mình thôi mình đã nứng rồi. Nên là ngày hôm nay xem được cái livestream này, em nghĩ rằng đây là một cái cơ duyên để em được gần gũi các chị hơn, và để cho một cái mùa trung thu của 2023 này đầm ấm hạnh phúc, cũng như là nhiều sự mới mẻ hơn, nhiều sự sáng tạo hơn. Thì các chị chỉ cần áp dụng cho em 3 cái tư thế thôi. Như ngày hôm nay em nói là tư thế truyền thống này, tư thế nữ cao bồi ngược này, và nữ cao bồi này, và tư thế 69 làm chuyện đó bằng miệng. Thì khi mà các chị các anh áp dụng thì chuyện kia nó sẽ thay đổi. Và nhớ áp dụng cho em như từng bước em miêu tả, không nên là cắt bước
cắt xén, nó sẽ mất cảm xúc giai đoạn. Tại vì cái vấn đề phòng the là sự kết hợp hòa hợp của sự nhẹ nhàng, nhịp nhàng từ từ, chứ không phải hùng hục. Và mình làm chuyện này là làm với bạn đời của mình làm với bạn tình của mình làm với vợ của mình, chứ không phải mình làm với hàng xóm mà thể hiện mà dương oai. Tại vì là mình sướng nhưng mà vợ mình không sướng thì chả sướng để làm gì, đúng không? Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe theo dõi. Còn bây giờ em sẽ vào Zalo, vào Facebook, vào tất cả các trang của em để em có thể nhắn tin tư vấn với các anh chị, đồng hành với các anh chị. Chị Kim Cúc vào muộn vậy. Vậy là bây giờ em sẽ kết thúc cái livestream này ở đây. Ai vào muộn, ai vào sau, các anh chị có thể xem lại nhá. Yêu thương biết ơn các anh chị rất là nhiều. Và bây giờ em đang xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.